Người đẹp nam MDH được khán giả yêu thương, cưng chiều hết mực. Trái ngược hoàn toàn với những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng, nam em khi đi hát thu hút rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ những khán giả trung tuổi. Không thể phủ nhận những tiến bộ rõ rệt trong giọng hát của người đẹp Tiền Giang kết hợp với tính cách thân thiện, hài hước trên sân khấu khiến cho mỗi lần nam em hát đều nhận được phản ứng tốt từ khán giả. Nam em trở thành khách mời quen thuộc ở nhiều phòng trà và trong buổi biểu diễn mới nhất, khi cô vừa kết thúc biểu diễn đã có một khán giả trung tuổi trao tặng những món quà ngay trên sân khấu. Thông qua một đoạn video trên mạng, vị khán giả nồng nhiệt là một cô lớn tuổi nhưng thể hiện lòng mến mộ với nam em bằng cách xuất hiện rất nhiều trong các buổi biểu diễn của người đẹp Tiền Giang. Trong những món quà mà cô mang theo, người xem dễ nhận ra có đồ ăn và cả miếng dán chống đau nhức xương khớp. Qua đó thể hiện sự chu đáo của người hâm mộ đặc biệt này khi thấy nam em đi hát và ngồi nhiều trên sân khấu. Không dừng lại ở đó, món quà còn bao gồm thuốc chống viêm họng và cô đã chuẩn bị dặn nam em phải ngậm để bảo vệ cổ họng của mình. Nhìn cách vị khán giả này ân cần bảo ban nam em về những món quà khiến cộng đồng mạng dễ liên tưởng đến hình ảnh người thân trong gia đình quan tâm đến nhau. Về phía nam em, khi nhận được những tình cảm yêu thương, chăm sóc từ vị khán giả vô cùng đặc biệt này, người đẹp đã vô cùng hạnh phúc, thể hiện qua nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết ơn đến người hâm mộ lớn tuổi. Nam em cũng không quên gửi những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng đến người hâm mộ. Một điều bất ngờ, vị khán giả này đã tức tốc bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để đến ủng hộ buổi biểu diễn tràn ngập cảm xúc của nam em. Không quên dặn dò cô nàng phải giữ gìn sức khỏe và những lời hứa sẽ gặp lại. Đón nhận những tình cảm quý này, chắc bản thân nam em cũng rất nâng niu, trân trọng. Nam em đang tích cực làm mới mình, phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp ca hát. Trong đêm nhạc trước, nam em đã có những lời tâm sự tới khán giả. Thật sự, có thể nhiều người nói đúng, nam em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn. Giọng hát hay, truyền cảm đã giúp người đẹp Tiền Giang chạm đến trái tim người hâm mộ. Mong rằng người đẹp sẽ luôn giữ được phong độ như hiện tại. Mong rằng nam em vẫn bước trong sự nghiệp ca hát và nhận được nhiều sự mến mộ hơn từ phía khán giả.